Xin chào các thầy cô. Sau đây tôi xin giới thiệu các thầy cô một cái ứng dụng ChatGPT AI của Microsoft. Có thể nói là có rất là nhiều những ứng dụng ChatGPT và có những ứng dụng thì họ cho chúng ta sử dụng miễn phí nhưng có giới hạn về thời gian. Nhưng nếu chúng ta sử dụng cái ChatGPT Copilot của Microsoft thì chúng ta có thể đăng ký cái tài khoản Gmail trở thành cái tài khoản của Microsoft thì chúng ta có thể được sử dụng lâu dài và sử dụng được đầy đủ tính năng rất là mạnh so với chat Aura.ai hoặc là những cái như Slider.ai hoặc là OpenAI thì chúng ta cũng có thể là sẽ thấy được là Copilot của Microsoft nó có tính ưu việt và mạnh hơn hẳn. Sau đây tôi xin hướng dẫn thầy cô cách để chúng ta đăng ký một cái tài khoản của Microsoft và chúng ta sẽ sử dụng nó để chúng ta dùng cho việc là ChatGPT có thể xây dựng các cái kịch bản nội dung, các bài giới thiệu hoặc là chúng ta có thể dùng để vẽ những bức tranh, những cái mô tả gì đó, chúng ta chuyển thể thành những hình ảnh tranh một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thì xin mời các thầy cô cùng theo dõi. Trước hết thì chúng ta sẽ truy cập vào cái địa chỉ web có tên là bing.com. Tôi nhấn Enter. Sau khi vào cái trang này thì chúng ta sẽ nhấn vào cái thẻ Copilot đấy. Copilot, nhấn vào đó. Sau nhấn vào thì nó có thể là mặc định là tiếng Việt hoặc nếu là tiếng Anh thì thầy cô vui lòng vào chúng ta chọn là translate to tiếng Việt. Cái này thì kỹ năng chúng ta nắm được. Nếu như để mà chúng ta chỉ sử dụng với mục đích là xây dựng kịch bản, nội dung các bài giới thiệu thì hoàn toàn ta không cần phải đăng ký một tài khoản gì hết. Chúng ta có thể sử dụng miễn phí bằng cách là gõ các nội dung mô tả vào đây. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta muốn là sử dụng cái chức năng designer là chức năng để chúng ta nhập vào các mô tả để yêu cầu Copilot sẽ vẽ cho chúng ta những cái bức tranh thì bắt buộc chúng ta phải đăng ký tài khoản hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái tính năng như là đưa ảnh lên và yêu cầu nó mô tả cái chuyển thể cái hình ảnh và hoặc là giới thiệu thuyết minh về cái bức tranh đó thì chúng ta cần phải đăng ký tài khoản. Vậy thì để đăng ký tài khoản chúng ta cũng thực hiện nó cũng khá là dễ dàng và đơn giản. Nó thực hiện như sau. Chúng ta nhấn vào nút đăng nhập phía trên. Trong phần đăng nhập chúng ta chọn là đăng nhập bằng tài khoản cá nhân. Tại đây thì nếu như bình thường chúng ta đã có tài khoản rồi thì chúng ta chỉ cần nhập cái tài khoản Gmail, sau đó nhấn tiếp theo và nhập mật khẩu là chúng ta sẽ đăng nhập được vào. Nhưng ở đây nếu chúng ta mới sử dụng lần đầu và chưa có tài khoản Gmail, chưa đăng ký với Microsoft thì chúng ta sẽ nhấn vào tạo một tài khoản. Tại đây chúng ta sẽ nhập vào cái địa chỉ Gmail mà chúng ta dự định sẽ là sử dụng để đăng ký với Microsoft. Ví dụ như tôi có rất là nhiều những cái tài khoản và tôi sẽ chọn một tài khoản Gmail bất kỳ và tôi nhập vào đây thôi. Rồi đây tôi có một cái Gmail tôi nhập vào. Copy vào cho nó nhanh cũng được. Đấy, tôi có một cái tài khoản Gmail này. Sau đó nhấn tiếp theo. Sau nhấn tiếp theo thì nó yêu cầu khai báo họ tên. Thì các thầy cô có thể gõ đây. Rồi tôi gõ vào họ tên Nguyễn Lương, tên Hùng. Rồi nhấn tiếp theo. Nó yêu cầu chúng ta khai báo ngày sinh, tháng sinh, vân vân. Cái này thì các thầy cô không bắt buộc phải khai chính xác cái ngày tháng năm sinh của mình. Chúng ta có thể khai bất kỳ. Rồi chúng ta lại nhấn tiếp theo. Ở đây thì cái phần xác minh email là nó yêu cầu chúng ta phải nhập cái mã. Và để có cái mã này thì chúng ta sẽ truy cập vào hòm thư điện tử của chúng ta, tức là Gmail. Và trong hòm thư điện tử, hộp thư đến chúng ta sẽ thấy có một cái nhóm tài khoản đấy. Và nó có cái là xác minh địa chỉ email của bạn. Thì chúng ta nhấn vào đó. Trong này có cái mail xác minh địa chỉ email của bạn và có cái mã số đây. Chúng ta bôi đen copy cái mã số này hoặc nhập vào đều được. Tôi copy mã số. Sau đó thì tôi quay trở lại phần nhập mã này, tôi dán cái mã vào. Sau khi dán vào thì ở dưới này có phần tôi muốn biết thông tin, chúng ta không cần tích vào. Đấy, để chúng ta không nhận cái quảng cáo thông báo của Microsoft.
chúng ta nhấn luôn vào tiếp theo. Sau nhấn vào tiếp theo thì chúng ta chờ một chút, nó sẽ có phần tiếp theo, hãy giải câu đố đây, tạo tài khoản. Cái phần này là bắt buộc, nó yêu cầu chúng ta xác minh là chúng ta không phải là robot, không phải là người máy, mà chúng ta là con người. Cái phần này chúng ta sẽ phải thực hiện từ 4 đến 5 bước, ở đây nó báo đây. Chúng ta sẽ căn cứ vào cái mũi chỉ tay này và chúng ta nhìn cái hướng của các đối tượng bên này và sử dụng hai cái mũi tên này để ta xoay. Ví dụ đây cái ngón tay này tôi xoay này. Đấy, như thế này là nó cùng hướng rồi, tôi nhấn vào gửi. Đấy, một bước tiếp theo, tiếp tục đây, tôi xoay cái ghế này, hướng ghế. Đấy, nhấn gửi. Hai. Mỗi cái hình này nó không giống nhau, để chúng ta cứ thực hiện đúng theo yêu cầu thôi. Nhấn gửi. Nếu sai thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải thực hiện lại. Đấy. Đúng hướng, gửi. Đấy. Và nếu chúng ta làm hoàn tất rồi thì như vậy nó sẽ xuất hiện cái xác minh hoàn tất. Và như thế này là chúng ta đã đăng ký xong cái tài khoản Gmail để chuyển thành tài khoản của Microsoft và chúng ta sẽ sử dụng được. Ở đây có thông báo thì chúng ta có thể tải về để cài, chúng ta chạy với cái app ấy. Còn nếu không chúng ta để sau, chúng ta sẽ chạy dưới dạng web. Và đây các thầy cô sẽ đã thấy là chúng ta đã đăng nhập vào và phía trên này thì có thông tin tài khoản của chúng ta đây. Đấy, và nếu muốn đăng xuất ra sử dụng tài khoản khác thì ta sẽ nhấn vào đăng xuất. Đấy. À, còn lại thì ở với cái giao diện này chúng ta muốn chat thì chúng ta sẽ gõ vào đây và các nội dung khác thì chúng ta cũng sẽ thực hiện để chúng ta làm cái việc mà thực hiện cái công cụ AI để chúng ta chat GPT. Thì bây giờ tôi sẽ đăng xuất ra và tôi đăng nhập lại. Sau khi đã đăng ký thành công thì tôi đăng xuất ra để chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta đăng nhập thì nó sẽ khác nhau cái gì. Đã, tôi đăng xuất rồi và bây giờ tôi sẽ truy cập lại từ đầu để chúng ta cùng theo dõi. Đây, tôi vào phần bing.com. Nhấn chọn copy. Tại copy này thì chúng ta sẽ nhấn vào nút đăng nhập. Chọn đăng nhập bằng tài khoản cá nhân. Và như tôi đã nói, vì chúng ta đã có tài khoản nên chúng ta có thể gõ luôn vào đây. Đấy, sau khi gõ vào đây, nhập cái tài khoản Gmail của mình vào. Đấy, học liệu. Rồi nhấn tiếp theo. Nếu cầu nhập mã, đúng không? Email. À, cái này là gửi mã email gì đó hoặc là chúng ta cần phải thực hiện gì đó thì chúng ta cứ vào chúng ta chọn lại thôi. Đấy. Còn có những trường hợp thì chúng ta lưu cái đăng nhập rồi ấy, lát nữa chúng ta xếp lại cái ghi nhớ thì những lần sau chúng ta vào thì chúng ta không phải nhập cái mã này đâu. Đấy, không hiển thị thông báo này này, chọn có. Đấy, và nó sẽ duy trì. Và khi duy trì như thế này thì những lần sau là chúng ta sẽ đăng nhập vào bình thường, chúng ta không phải thực hiện những cái thao tác gì khác. Như vậy tôi đã hướng dẫn các thầy cô cách để chúng ta đăng ký và đăng nhập bằng cái tài khoản Gmail. À, chúng ta đăng ký một tài khoản của Microsoft để chúng ta sử dụng chức năng chat GPT của AI của Copilot của Microsoft. Và như vậy là chúng ta từ nay có một tài khoản chúng ta có thể sử dụng lâu dài. À, chúc các thầy cô sẽ có một tài khoản và chúng ta sử dụng hữu ích cái tài khoản này trong công việc cũng như trong giảng dạy. Hẹn gặp lại các thầy cô.